Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin 20 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, công ty Airbus mới đây thông báo phiên bản tấn công của loại máy bay vận tải C295 là C295 vũ trang ISR đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với cấu hình 8 tên lửa dẫn đường bằng laser và hai mô hình bom dẫn đường bằng laser. Số vũ khí này được gắn trên 4 mô cứng dưới cánh. Những thử nghiệm này giúp các nhà thiết kế kiểm tra đặc tính cơ học và tính động học của máy bay khi trang bị một số lượng vũ khí như trong thực tế chiến đấu. Theo đại diện của tập đoàn Airbus, việc nâng cấp máy bay vận tải C295 lên phiên bản tấn công mặt đất được chính Airbus đảm nhiệm. Chính vì vậy, đây có thể coi là một bản độ chính hãng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Phiên bản pháo kích của C295 dự kiến sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau được tích hợp sẵn, dễ dàng lắp đặt và giúp người điều khiển có thể tùy chọn những loại vũ khí hợp nhất cho nhu cầu sử dụng, bao gồm súng máy, pháo tự động 27mm, rocket có dẫn đường và không dẫn đường, tên lửa dẫn đường bằng laser, và bom dẫn đường bằng laser. Với các loại vũ khí trên, C295 vũ trang ISR có thể có khả năng phòng thủ lẫn tấn công, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, hỗ trợ binh lính mặt đất và tiêu diệt các mục tiêu bị phát hiện trong các nhiệm vụ tuần tra và giám sát. Nhờ trang bị động cơ phản lực cánh quạt, chiếc máy bay này có khả năng hoạt động trên không trong một thời gian dài, rất phù hợp cho nhiệm vụ tuần tra cũng như yểm trợ mặt đất. Được biết, công ty đã ký một loạt thỏa thuận với các nhà cung cấp vũ khí không đối đất tại Dubai SO 2017 để trang bị cho C295. Các thỏa thuận này bao gồm một biên bản ghi nhớ với rocket san của thổ nhĩ kỳ. Các thỏa thuận tương tự đã được ký kết với Ipan và Equipel của Tây Ban Nha, cũng như Rad Metal của Đức, cùng với các nhà cung cấp của Mỹ là Noble Goodwill và US Owners. Việc hoán cải máy bay vận tải thành máy bay pháo kích vốn đã được thực hiện từ cuộc chiến tại Việt Nam, nơi mà chiếc AC-130 đã gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn cho lực lượng vận tải của quân đội Việt Nam trên tuyến đường Trường Sơn. Đến nay, những chiếc AC-130 vẫn được liên tục cải tiến và sử dụng trên một số chiến trường mà quân đội Mỹ tham chiến như Panama, Afghanistan, Iraq, Libya. Máy bay pháo kích thường được phát triển từ các máy bay vận tải do các loại máy bay này có trọng tải lớn, giúp máy bay mang được một lượng lớn các loại đạn trong thân và bên ngoài cánh. Ngoài ra, để phù hợp cho việc tuần tra liên tục trong một thời gian dài trên bầu trời thì những máy bay vận tải sử dụng động cơ phản lực cánh quạt cũng có thời gian bay lâu hơn. Tốc độ không quá nhanh của chúng cũng giúp cho việc tấn công chính xác và kéo dài hơn. Tuy nhiên, do phát triển từ các loại máy bay vận tải, nên máy bay pháo kích thường có độ cơ động kém, dễ tổn thương bởi các loại vũ khí phòng không và không quân của đối phương. Để loại máy bay này được sử dụng hiệu quả nhất, thì lực lượng tấn công phải có khả năng làm chủ bầu trời. Chính vì vậy, rất phù hợp với các đội quân có không quân mạnh như Mỹ, chống lại các đội quân du kích hoặc có trang bị phòng không kém. Trước nhu cầu khá lớn về loại máy bay pháo kích và tính hữu dụng của chúng trong chiến tranh hiện đại, Airbus đã quyết định phát triển một máy bay pháo kích của mình dựa trên loại máy bay vận tải hạng trung hiện đại nhất của hãng là C-295. Lý do lựa chọn loại máy bay này chứ không phải A400M. Có lẽ do A400M có kích thước và trọng tải quá lớn, cơ động kém và các vũ khí hạng nặng như pháo 105mm cũng không còn phù hợp trong chiến tranh hiện đại. Một số phiên bản của C-295 đã được giới thiệu trên thị trường như C-295MPA làm nhiệm vụ săn ngầm hay C-295AEWC làm nhiệm vụ chỉ huy và cảnh báo trên không. Trong đó, phiên bản C295 MPA cũng đã từng được đưa đến Việt Nam để giới thiệu. Việt Nam cũng đang sở hữu ba chiếc máy bay vận tải C295 và được trang bị cho lữ đoàn không quân 918. Đây là loại máy bay vận tải hiện đại nhất trong không quân Việt Nam. Trong lịch sử, không quân Việt Nam đã từng hoán cải rất nhiều loại máy bay vận tải như AN-2, AN-26 và cả C-130 cho mục đích tấn công mặt đất và đã phát huy hiệu quả khi góp phần đánh tan Khmer Đỏ ở Campuchia. Tại thời điểm hiện tại, chúng ta không quá cần thiết các máy bay tấn công mặt đất. Do vậy, đây chỉ là một phương án để tham khảo. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.